Quỳnh Anh khoe con trai lớn phổng phao trong chuyến du lịch Phú Quốc. Con trai Trương Quỳnh Anh tim được công chúng quan tâm bởi vẻ ngoài đáng yêu. Mới đây Trương Quỳnh Anh du lịch Phú Quốc cùng con trai khiến người hâm mộ bất ngờ bởi chiều cao nổi bật của cậu bé Sushi. Trương Quỳnh Anh không chỉ được khán giả biết đến với tư cách là một ca sĩ mà còn là một diễn viên đầy tài năng. Những bộ phim đầu tiên mà Trương Quỳnh Anh tham gia có thể kể đến như Sóng gió cuộc đời, Cuộc chiến hoa hồng, Một ngày không có em. Nhờ tài năng diễn xuất cùng gương mặt xinh đẹp, nữ diễn viên đã gặt hái được nhiều thành công trong nghiệp diễn, đồng thời nhận về khá nhiều vai chính trong những năm tham gia hoạt động nghệ thuật. Mặc dù Trương Quỳnh Anh và Tim đã ly hôn từ năm 2018, song Trương Quỳnh Anh chia sẻ, từ khi dẫn ra sống riêng, cuộc sống hai mẹ con có chút thay đổi. Tuy vậy, tôi không để ảnh hưởng đến con. Con vẫn nhận được tình yêu thương của cả cha lần mẹ. Sushi càng lớn càng hiểu chuyện. Ở giai đoạn này, tôi muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho con cậu bé Sushi năm nay đã lên 9 tuổi. Tuy nhiên, cậu bé khiến người hâm mộ bất ngờ bởi chiều cao nổi bật khi đi du lịch Phú Quốc cùng mẹ. Phú Quốc là địa điểm du lịch được du khách trong và ngoài nước quan tâm hàng đầu khi tới du lịch Việt Nam. Bởi nơi đây được thiên nhiên băng tặng phong cảnh thiên nhiên hữu tình và hàng loạt địa điểm du lịch cực hot. Tới Phú Quốc, tới với Phú Quốc, du khách không thể bỏ lỡ với những địa điểm du lịch cực hot như bãi dài, Suối Tranh, mặc dù bận biểu với các hoạt động nghệ thuật và công việc kinh doanh, nhưng Trương Quỳnh Anh vẫn luôn quan tâm và dành nhiều thời gian cho Sushi. Dạo một vòng trang cá nhân của Trương Quỳnh Anh, có thể thấy cô nàng và cậu con trai luôn đồng hành cùng nhau trong những chuyến du lịch, và khi Trương Quỳnh Anh đi du lịch Phú Quốc cũng không ngoại lệ. Trong loạt ảnh Trương Quỳnh Anh du lịch Phú Quốc cùng con trai, người hâm mộ không khỏi bất ngờ với chiều cao vượt trội của quý tử nhà Trương Quỳnh Anh. Có thể thấy, mặc dù mới lên 9 tuổi, nhưng Sushi đã cao gần bằng mẹ. Nhiều người hâm mộ không khỏi suýt xoa vì Trương Quỳnh Anh chăm con khéo và nhận xét rằng Sushi sẽ sớm trở thành xoái ca trong tương lai. Khi Trương Quỳnh Anh đi du lịch Phú Quốc cùng con trai, cô nàng không vi vu quá nhiều nơi mà lựa chọn Grand World Phú Quốc để tận hưởng chuyến du lịch. Cô nàng cùng con trai trải nghiệm đi thuyền trên hồ tình yêu, đây được ví như địa điểm vàng của Grand World Phú Quốc với thiết kế độc đáo, với thiết kế độc đáo chẳng khác nào trải nghiệm trên sông Venice. Đồng thời trong loạt ảnh Trương Quỳnh Anh du lịch Phú Quốc, cô nàng còn tranh thủ check-in tạo cô nàng còn tranh thủ check-in loạt địa điểm sống ảo tại Grand Quốc Phú Quốc. Đặc biệt, người hâm mộ còn chú ý tới nhan sắc và thân hình quyến rũ của Trương Quỳnh Anh, nữ ca sĩ sinh năm 1989, vẫn giữ được phóc dáng mạnh mai, thân gọn và nhan sắc rạng rỡ, dù đã bước qua tuổi 30 để có được vóc dáng thon gọn, nữ ca sĩ chia sẻ, hàng ngày Trương Quỳnh Anh tuân theo một chế độ ăn nhất định, cô lên sẵn cho mình một thực đơn giảm cân với nhiều món rau từ rau luộc, rau xào đến salad, súp rau, khẩu phần ăn của Trương Quỳnh Anh không hà khắc, cô vẫn giữ được nhiều chất bổ dưỡng, protein quan trọng để đủ sữa nuôi con, chỉ loại bỏ bất tinh bột và các chất đường. Chắc hẳn sau khi dịch bệnh được kiểm soát, Phú Quốc sẽ trở thành địa điểm du lịch được các bạn trẻ săn đón. Chính vì vậy, loa đảnh Trương Quỳnh Anh đi du lịch Phú Quốc là một gợi ý hay ho dành cho các bạn chót yêu mến hòn đảo xinh đẹp này.